Ít nhất 19 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt xảy ra vào sáng ngày hôm qua tại bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ. Theo cảnh sát địa phương, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 5 khi chiếc tàu chở khách đang trên hành trình Diva Sawanwat bị chật bánh trên tuyến đường ray Konkan Railway, thành phố Mumbai, thủ phủ bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ, khiến cho nhiều người bị thương và kẹt trong toa. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục, trong khi những người bị thương đã được chuyển đến chữa trị tại các bệnh viện địa phương. Theo một số nguồn tin, một phần tàu bị kẹt trong đường hầm khi xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, một số quan chức đường sắt đã bác bỏ thông tin trên và cho biết tàu đã ra khỏi đường hầm trước khi chật bánh. Hiện các nhà chức trách đang cố gắng thu thập thêm thông tin về hành khách. Giao thông trên tuyến đường ray Konkan Railway cũng bị tê liệt sau vụ tai nạn. Nguyên nhân tàu chật bánh hiện chưa được tiết lộ.